Vâng, xin chào các bạn đến với chương trình Chém Gió của mình. Về cái vấn đề mình hay nói trước giờ, đó là vấn đề về thâu âm một ca khúc, một bản nhạc để cho chúng ta hoàn thiện. Trước kia mình có một cái bài nói nhưng mà còn dang dở, thì mình được rất là nhiều cái sự hỏi han của các bạn và sự tư vấn của các bạn. Thì mình cũng muốn nói rằng là trong cái quá trình làm á, thì thật ra là đấy là mình nói đến vấn đề là đam mê. Tức là chúng ta thích để chúng ta làm, để chúng ta mang lại cái giọng hát, cái vocal của mình cho mọi người cùng biết thôi, chứ không phải là để kinh doanh gì. Thì mục đích của mình là như vậy. Chứ các bạn cứ để ý đi, những cái tác phẩm mình làm ở trên YouTube á, nó rất nhiều. Đôi khi á, đó là cả cái sự nhiệt huyết của mình thôi. Bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn một điều nữa là khi chúng ta muốn đưa lại cái giọng hát cho mọi người, ví dụ bạn chúng ta ở ngoài Bắc hay ở đâu đó, hay là bạn của bạn đang ở nước ngoài, nhưng mà chúng ta muốn đưa cái âm thanh tín hiệu thật tốt, thì ngày xưa mình không biết á, thì mình thu một cục vậy đó. Tức là mình thu ở trên cái 910, mà các bạn để ý cái bài Tình Yêu Còn Đâu Đeo Kính Đen á, thì khi đó nó bị nó trong một cục như thế, mình chẳng biết làm sao mà mình sửa hết, là tức là không có tách chắc. Như bây giờ các bạn để ý cái track này, ở trên đây là cái phần tiếng nhạc các bạn đang nghe, đó là cái tiếng nhạc thư giãn của mình, mình làm cái biểu tượng cho cái channel của mình. Còn dưới là cái vocal mình đang nói chuyện. Với cái cách thu âm mà để cho nó ra bài bản á, thực ra là phải dùng cái loại mic này đấy, mình có giới thiệu các bạn rồi, nhưng mà mình bắt đầu thấy hạn chế của nó. Tức là cái mic đó nó rất tốt luôn cho những cái cabin, đại khái là dạng những cái phòng mà chúng ta có cái mục tiêu âm, cách âm lại mà đóng một cái phòng ở như thì cũng tốn một mớ. Nhưng mà quan trọng nhất là không phải tiền bạc, mà vấn đề là nó rất là chật chội, mình không thích. Mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi mà mình không có đóng. Với thứ hai nữa, cái mic đó mà càng tốt á, thì là nó thu âm càng nhiều cái âm thanh kinh khủng. Cái máy tính của mình nó kêu rất là to, cho nên á, mình thu mấy lần các bạn để ý thì nó cứ xì, nó bị gọi là bị sôi á. Bây giờ các bạn nghe này, nó hú cỡ này nè. Đấy, nó hú cỡ đó đấy. Thì là các bạn tưởng tượng đi, nếu thu ở cái mic đó thì ồn rất là ồn, gọi là noise á, nó ồn rất là khó chịu. Và mình suy nghĩ rất kỹ rồi mình để làm một cái video này, thì mình tư vấn cho các bạn một con đường là chúng ta không cần đến cái cabin vẫn có thể thu được. Đấy đấy, cái tiếng mà bóc tai của mình như thế này, nó đâu có thu được gì đó, sáng thì nó mới thu được vô tư. Ok, là các bạn nên dùng những cái dạng mic mà để các bạn hát trên sân khấu, các bạn cắm vào cái sao cạc của mình. Sao cạc thì mình đã giới thiệu rồi, chắc chắn các bạn phải có sao cạc này, các bạn tách chắc được và dùng một cái software ở trên này. Thì mình đang dùng Adobe Audition CS6. Thì cái này các bạn có thể tải mấy bản free trên mạng về. Tập chơi thì các bạn trả tại bàn 1.5 được, miễn sao là nó có những cái track như thế này này, để chúng ta xử lý cái bài hát nó dễ hơn. Đó là một vài cái thông điệp mình muốn chia sẻ cho các bạn như vậy. Đồng thời mình cũng muốn là mang cái giọng hát của mình lại cho các bạn một sự khủng khiếp nhất, một sự dễ thương nhất, mà các bạn sẽ không thất vọng về những cái sản phẩm tới đây của mình. Thì làm theo kiểu mà mini show gia đình như thế này á, thì nó tiết kiệm được rất là nhiều thứ các bạn ạ. Cái mic của mình thì mình mua nó có 600.000 thôi, là được cái ông bán hàng ông kêu tốt. Nhưng mà mình tính là tương lai thì mình sẽ mua một cái mic của Mỹ luôn, hoặc là mic của Đức, mic cho tốt luôn, thì khoảng 2 triệu, 1.8 triệu gì đó, hoặc là của Shure thì 1.5 triệu, 1.8 triệu gì đó, đại khái là vậy. Thì các bạn có thể sử dụng được cho mình cái âm thanh tốt nhất, và đặc biệt các bạn không quên mua cái sao gạc nhé. Tại vì là khi chúng ta thu bắt buộc chúng ta phải tách track, tách lời ra,
thì sẽ là như vậy. Còn nếu như bạn nào có điều kiện thì hãy đóng một cái studio đàng hoàng, đừng cứ chơi amateur như mình. Tại vì đây là mình kiểu ham chơi, là mình chơi như thế này. Nhưng mà chơi chuyên nghiệp thì chúng ta phải đầu tư một cái phòng đàng hoàng. Đó, là chúng ta có cái mic dạng như là mic mic carbon hút như vậy á, thì nó hút quá mạnh, cho nên là mình xử lý noise không tốt. Với là mình không có cabin, cho nên là mình chơi kêu bắt các cỏ kiền như thế này. Đấy. Thì nếu các bạn có cái phần câu hỏi, hãy đặt câu hỏi dưới comment của mình, để mình sẽ đưa lại cho các bạn nhiều cái thông điệp mới hơn. Cũng như là trong tương lai mình sẽ phát triển cái kiểu thu âm như thế này, để chúng ta sẽ có một cái thế giới âm nhạc mà tự chúng ta tạo ra, tự sướng, thì nó vẫn là ok hơn. Các bạn hãy like và subscribe kênh mới của mình, Chém Gió Nguyễn Kiên TV, để nhận những cái video mới, những cái bài chém gió vớ vẩn của mình, nhưng mà mang lại được cái lợi ích cho bạn cái nào hay cái đó. Cảm ơn, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.